Tam Tự Kinh, bài 42. Huyễn Thủ Dạ, Kê Ti Thần, Cậu Bất Học, Hạc Vi Nhân, Tam Thổ Ti, Phong Những Mật, Nhân Bất Học, Bất Như Vật. Loài chó giúp con người canh giữ nhà cửa vào ban đêm. Gà trống thì báo thức vào sáng sớm. Nếu chúng ta không sử dụng tốt khả năng mà trời ban cho, không biết tiến bộ thì sẽ làm người thế nào đây? Con tằm thì biết nhả tơ, cung cấp tơ cho con người làm vải may quần áo. Con ong thì biết hút mật, cung cấp cho con người làm thức ăn. Mọi người đều nên giữ bổn phận của mình, nếu không thì cũng không bằng cả những loài động vật nhỏ. Vị tể tướng nổi tiếng thời Bắc Tống là Phạm Trọng Im, từ nhỏ đã mất cha, gia cảnh thanh bần, nhưng ông cần cù học tập, trong lòng ôm ấp chí lớn, coi thiên hạ là trách nhiệm của bản thân. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện về Phạm Trọng Im. Phạm Trọng Im là một vị tể tướng nổi tiếng thời Bắc Tống. Đồng thời, ông cũng là một nhà văn học kiệt xuất trong lịch sử Trung Quốc. Năm ông 2 tuổi, cha ông qua đời, gia cảnh thập phần nghèo khó. Nhưng ngay từ nhỏ, ông đã có nghị lực cần cù hơn người. Thưa mẹ, con phải đến học xá ở Nam Đô học tập. Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe. Con à, con hãy chăm sóc bản thân cho tốt, đừng làm quá sức mình. Phạm Trọng Im học tập vô cùng chăm chỉ, cậu thường học bài đến tận khuya mới đi ngủ. Hết tiền mua gạo rồi, thôi thì nấu cháo ăn vậy. Đợi cháo nguội đông thành một miếng, Phạm Trọng Im bèn chia cháo thành 4 phần. Sáng tối mỗi bữa lấy 2 phần ăn cùng dưa muối cho qua cơn đói. Cuộc sống vô cùng bần hàn. Một ngày nọ, vua Tống Chân Tông dẫn trăm quan tuần hành tới Nam Kinh. Người dân nô nức tới xem. Trọng Im, nghe nói hôm nay đoàn xe của hoàng đế sẽ đi ngang qua đây. Đây là cơ hội hiếm có. Chúng ta hãy cùng tới đó xem. Đừng vội, đừng vội. Sau này gặp lại cũng không muộn. Phạm Trọng Im không hề ngẩng đầu, vẫn tiếp tục đọc sách. Năm sau, ông thi đỗ tiến sĩ. Đến thời vua Tống Nhân Tông, ông giữ chức tể tướng. Phạm Trọng Im dù là đại thần của triều, nhưng đã dùng hết lương bổng để cứu tế những người nghèo khó, cho nên bản thân ông một đời nghèo khổ. Ông còn sáng tác bài Nhạc Dương Lâu Ký mà mọi người đều yêu thích. Trong đó có câu Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc. Câu này về sau đã trở thành danh ngôn được ca tụng qua nghìn đời. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.